Hiện tại là 5 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đậu Vũ Thùng 8. Trên màn hình hiện tại chúng tôi đang hoàn thiện một chiếc sập tứ diện gỗ hương huyết Nam Phi. Đây, anh thợ sơn đang phun lót đây. Thì chiếc sập này chúng tôi hoàn thiện cho một vị khách hàng tại thành phố Hà Giang. Về thông số chiếc sập thì có kích thước là 1m8 x 2m2, cổ liền, mặt hai lá. Hiện tại nó đang là buổi chiều nên ánh sáng nó hơi kém, nên quý vị nhìn nó hơi mờ một chút. Đây là phần vân gỗ của chiếc sập đây. Phần vân gỗ khá nhẹ nhàng. Đây là mặt trước. Đây là ván mặt hai lá. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Thùng 8 theo số điện thoại là 0957 510 806, website đồ gỗ thùng 8.com, xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2019, khách hàng ở tại Hà Giang. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.